Khoa và những người thực hiện chương trình đang cùng trở lại với tất cả các khán giả quen thuộc với chương trình Chat Với Sao. Và mỗi tuần một nhân vật, chúng ta lại đang chờ đợi đi cùng gặp gỡ nhân vật khách mời lần này và một cuộc hội ngộ với một thời gian rất là ngắn. Chúng tôi đã có dịp gặp lại nhau với tất cả quý vị khán giả truyền hình và những câu chuyện mới về một chàng ca sĩ mà đang là tâm điểm của làng showbiz âm nhạc Việt Nam và mọi người yêu mến đi dành tặng cho anh một cái nickname rất là đáng yêu, đó chính là Quý Ông Lịch Lãm. Và hãy xem rằng là lần trở lại này của anh với nhiều câu chuyện thú vị hơn, hấp dẫn hơn sẽ có nhiều gì để bật mí và chia sẻ với các khán giả truyền hình. Nào, chúng ta cùng nhau gặp gỡ khách mời lần này, nam ca sĩ Đức Tuấn. Đức Tuấn xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chat Với Sao. Chào Khoa, rất là vui khi gặp lại tất cả các bạn. Một thời gian không lâu để có thể gặp gỡ lại Đức Tuấn. Khoa nhớ là khi lần trước nói chuyện với anh đó, thì bản thân Khoa sau đó vẫn cảm giác là hơi tiếc nuối, bởi vì là ngay sau khi mà đóng máy cái cuộc trò chuyện với anh và chương trình lên sóng á, thì lại biết được tin vui là anh nhận được 2 giải thưởng cho bản nam ca sĩ và cả album cho giải thưởng Công hiến Âm nhạc năm 2009. Thế thì chắc chắn là để mở đầu cho cái cuộc trò chuyện và cái lần trở lại này của anh sẽ là những điều mà anh chia sẻ với khán giả về những cái thành tích mà mình có được. Không phải với tư cách là những cái giải thưởng nó mang tính hào quang và danh vọng, mà là những thành tích mà anh đã có được cho một cái chặng đường mà anh đi đến ngày hôm nay. Đạt 2 giải công hiến đó là một cái niềm hạnh phúc. Và nó nghĩ lại thì một ngày đẹp trời thì nó lại những cái gì mình đã làm được trong vòng gần 10 năm qua. Thì lật lại từng cái bì album một thì cũng thấy rất là vui, chợt nhận ra là mình đã có được cái 11 cái album rồi. Wow. Và wow, có nghĩa như nhiều người nói là như vậy là nhanh, nhưng mà đúng thì đúng, cũng là đôi khi mà cứ hăng say làm việc mà cũng không để ý rằng những cái cảm xúc của mình nó tuôn trào nhiều đến mức như vậy. Nhưng mà cũng xin bật mí với các bạn là cảm xúc đó tuôn trào như thế mà nó cũng chỉ mới là bắt đầu thôi ạ. Và những cảm xúc đó càng ngày càng dâng trào nhiều hơn, và chắc chắn trong tương lai sẽ mang đến cho tất cả mọi người nhiều cái sản phẩm âm nhạc hấp dẫn khác nữa. Một cái điều mà dường như vô hình đã thành một cái lệ, dường như là các giải thưởng là không liên quan lắm đến tính thị hiếu, bởi vì là giải thưởng nó mang tính nghệ thuật nhiều hơn, và có cả một cái hội đồng hay dành cho một cái giới truyền thông để mà người ta đánh giá. Còn những người mà đánh giá thực thụ cho cái chất lượng và cái tên tuổi của người ca sĩ ở ngoài thị trường lại là khán giả và các fan hâm mộ. Thế thì anh có sợ đó là một cái sự đối lập hay đó là một cái sự mâu thuẫn hay không? Thì mỗi giải thưởng nó có một cái tiêu chí của đó. Và nhưng mà đôi khi những cái tiêu chí đó lại nó lại là cái tiền đề cho các tiêu chí khác. Và đó ra tôi không thể phủ nhận là với cái giải thưởng cống hiến mà tôi đã đạt được thì việc khán giả chú ý đến nhiều hơn và tìm đến các sản phẩm của âm nhạc của mình nhiều hơn trước kia rất là nhiều. Và tôi chắc chắn một điều là khi mà tìm đến với các sản phẩm âm nhạc của Tuấn thì Tuấn luôn luôn có một cái sự chuẩn bị, cũng giống như cái sự giới thiệu rất là hài lòng. Một phần nào đó hài lòng và thuyết phục bởi các sản phẩm của mình. Và chính vì điều đó nên là nhờ cái giải thưởng về chuyên môn mà làm cho cái mức độ đại chúng của Tuấn nhiều hơn. Tiền đề cho một Đức Tuấn trở thành một ca sĩ và cho một chàng thanh niên sau khi hoàn thành cái công việc học tập của mình có được giải nhất cho cuộc thi tiếng hát truyền hình thì nó có vẻ không liên quan, bởi vì khi mà anh đi học thì anh là học về đại học ngoại thương. Thì mọi người cứ nghĩ là không liên quan, nhưng mà chính vì những cái kiến thức và những cái tư duy làm việc khi mà Tuấn học trong cái trường đại học ngoại thương đã giúp cho Tuấn có những cái cá tính riêng. Khi mà hoạt động nghệ thuật, mà các bạn cũng biết rồi, đối với người nghệ sĩ và nói riêng và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung, cái cá tính là cái điều quyết định rất lớn của sự thành bại của ca sĩ. Mà rõ ràng các năm tháng ngồi trong ghế nhà trường đã giúp cho Tuấn có những cái tư duy tạm gọi là khác người. Và nó làm cho Tuấn có một cái sự riêng biệt như ngày hôm nay. Nói về cái việc khác người thì không nói cụ thể hơn thì khán giả cũng không biết, nhưng ở góc độ của anh Khoa, được một số người có những cái lời nhận định có lẽ là khách quan và tích cực về anh. Chẳng như họ nói là Đức Tuấn là một cái người rất là chăm chỉ, và chính vì những cái đức tính của anh và cái sự cần mẫn của anh như một cái con ong gì đó, mỗi ngày, cho nên đó là những cái tổ hợp thành để anh có được một Đức Tuấn của ngày hôm nay. Bên cạnh tiếng hát,
và bên cạnh cái sự may mắn mà nghề cũng như cái nghiệp đã ưu đãi cho anh? Thì rõ ràng cũng như người xưa nói thì cái phần mà trời cho, những cái khả năng trời cho chỉ là một cái phần nào đó rất là nhỏ trong thành công của một nghệ sĩ. Sự luyện tập và cái làm việc hăng say nó mới chính là điều nó tạo nên thành công của một người nghệ sĩ, dựa trên những cái khả năng bẩm sinh có sẵn. Và vì thế nên là mọi người hay hỏi Tuấn là đối với một nghệ sĩ đã đi hát là đã 10 năm thì cũng tạm gọi là có một khoảng thâm niên trong nghề, thì có lời khuyên nào đối với tất cả các bạn khi mới bước chân vào nghề? Thì Tuấn chỉ nói đúng một điều: luyện tập và luyện tập. Chính những cái luyện tập đó sẽ làm cho mình phát huy hết được những cái khả năng thiên phú của mình, và bên cạnh đó là nắm bắt được các cơ hội đến với mình trong suốt cái quãng đường hoạt động nghệ thuật. Thế thì hăng say một cách logic hay là hăng say theo một cái cách cảm tính như là các nghệ sĩ thường làm, nghĩ cái gì làm cái đó và mỗi thời điểm thích như thế nào thì sẽ làm như cái mà bản năng mình đang cảm thấy là mình nên làm? Cơ bản là bạn muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào? Nếu mà muốn là một nghệ sĩ thuần túy thì hãy ăn say đúng như những cái bản năng mình đề ra. Nhưng mà rõ ràng đối với một nghệ sĩ hiện đại và một nghệ sĩ sống trong nền kinh tế thị trường và coi âm nhạc ngoài nghệ thuật nó lại là một cái mặt hàng và một cái sản phẩm trong một cái nền công nghệ giải trí, thì chúng ta lúc nào cũng vậy, phải có một cái sự sắp đặt cho những cái cảm xúc của mình. Rõ ràng cảm xúc của người nghệ sĩ tuôn trào rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng phải biết chắc chiêu chọn lọc được những cái cảm xúc nào trong những cái thời điểm nào để giới thiệu đến công chúng. Chứ để cho nó tuôn trào một cách không có định hướng, đôi khi nó lại là có thể sẽ tạo ra được những cái sản phẩm rất là độc đáo nhưng mà lại không được sự đón nhận của công chúng, và điều đó cũng là một điều phí phạm. Và thêm một điều nữa, cũng mong là mọi người, đối với những người mới vào nghề thì tất nhiên cảm xúc là quan trọng, nhưng phải có một sự định hướng rõ ràng để có được, để đừng có lãng phí những cái nỗ lực của bản thân. Không cần thiết, chớ nên thề thố chi, đùa vui thôi đấy nhé, say đắm và si mê, sẵn sàng đắng nhạt nhòe. Tôi nghiệp quá, xây những lâu đài cất bơ, biển vơ.